Xin kính chào toàn thể anh em, các bác và các chú đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Thì hôm nay bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái ổ cắm lọc nguồn TP80. Cái ổ cắm này đã được bên em nâng cấp cái vỉ mạch lọc nguồn hàng bãi Mỹ Xịn của hãng Emerson, tải là 50A 3 tầng lọc. Hôm nay thì bên em ra lò thêm được rất là nhiều. Đây là cái ổ cắm cực kỳ chất lượng mà bên em đang bán cho anh em. Ngoài ra thì bên em ra lò thêm được ít mấy cái dòng dây loa đan vải hàng bãi Mỹ Xịn của hãng Vorven Electronic, có chiều dài là 1m8. Hôm nay bên em thi công hoàn thiện bằng đầu rắc bắp chuối khẩu súng. Ngoài ra thì bên em có thêm cái bộ phích nguồn carbon Fullotech. Cái này thì bên em sẽ thi công vào bằng cái dây len gang bơi của Mỹ, và bên em cũng bán lẻ luôn. Thì anh em mua như nào thì bên em sẽ bán như vậy. Bên em về thêm được khá là nhiều mấy cái đầu rắc lam mỏ chim như thế này. Loại này thì giá thành nó rẻ hơn so với loại AT Audio. Ngoài ra thì bên em sẽ thanh lý nốt cho anh em 21m cái dây loa đồng bạc Pháp Z-Copper, loại dây loa đồng Pháp Z-Copper, loại to là 2 ly. Xin lỗi, dây này loại đồng thôi các bác nhá. Thì còn 21m thì bên em sẽ thanh lý nốt cho anh em. Em sẽ quay vào báo giá luôn. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại đây. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em. Ổ cắm TP80 bên em đang về rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn này, Paoli TP80. Đấy, cái ổ này là cái ổ thực sự thì nó sẽ rất là bình thường nếu mà bên em chưa nâng cấp lọc. Vì nếu mà chưa nâng cấp lọc thì giá chỉ có 1 triệu thôi. Đấy. Thì sau khi bên em nâng cấp lọc nguồn là bên em nhấc cái lõi lọc cũ của nó ra, bên em thay vào bằng cái vỉ mạch lọc nguồn Mỹ này này. Đây, cái vỉ này anh em biết rồi đúng không? Vỉ Mỹ Emerson đây, 50A và nó có 3 tầng lọc. Đấy. Lọc rất là sạch điện. Con này bên em test rất nhiều clip rồi. Bên em cho vào trong này và nhắm cái lõi lọc cũ của nó ra. Tất nhiên thì sau khi nâng cấp thì chất lượng lọc của nó phải nói là tuyệt hảo. Đấy. Thì sau khi nâng cấp như này thì giá thành của nó cũng nói chung là cũng có phần rẻ. Bên em bán cho anh em và các bác với cái giá là 1,5 triệu thôi. Đấy, 1,5 triệu thôi các bác nhé. Đèn bị nhấp nháy, em tắt cái đèn đi. Đấy. Cái đèn kia nó bị nhấp nháy. Thì sau khi nâng cấp xong thì có giá là 1,5 triệu. Đấy. Thì anh em đảm bảo mấy con lọc nguồn này thì đánh bay mấy cái loại Wekuda luôn. Nói chung tất tần tật những cái loại mà Wekuda rồi những cái dòng mà chung chung mà kiểu dáng này này, mà hàng của China ấy, thì không có cửa luôn. Vì bên trong lõi của nó lõi Mỹ rồi. Lọc cực kỳ sạch điện. Em test máy đo cho anh em xem mãi rồi. 1,5 triệu ổ thôi. Thì cũng từ tiền cái ổ này mấy ổ kia nó cộng mà thôi. Còn tiền công gần như là bên em không tính tiền công. Đấy. Thì đây là cái sản phẩm rất là tốt để bán cho anh em. Thực sự thì em khuyên anh em nên mua những cái này. Còn những cái ổ mà Wekuda hoặc những cái ổ mà linh tinh đấy, các bác cứ thử cắm máy đo vào, cắm vào chỉ muốn vứt đi thôi, phải thẳng vậy luôn. Tiếp theo là cái đây này, cái dây loa này thì dây loa này là của thằng Z-Copper đâu nhỉ, thử em xem tên. Nay em lại cầm một tay em cầm điện thoại quay, một tay em lấy cho nên hơi khó một chút. Đây, Z-Copper TDC200 đây. Thằng này lõi đồng 2 ly. Cái này ngày trước thì có giá 150 một mét cơ. Nhưng mà cái mấy cái đoạn gần đây em còn mấy cái đoạn ngắn thì bên em thanh lý nốt là 100.000 một mét. Hiện tại thì bên em còn đúng là 21m. Dây này dây lõi đồng các bác nhá. Thì em xem kia đây lõi đồng. Đồng tinh khiết. Dây này có giá là 100.000 một mét, thì ở đây có 21m, tính ra là 2,1 triệu đúng không? Thì anh em nào lấy nốt cả 21m này, em sẽ để cho anh em với cái giá 1,9 triệu cho nó hết chỗ này đi. 21m nhé, anh em nào nhanh tay thì được thôi. Đây là dây xịn của Pháp, dây rất là đẹp các bác nhìn này. Đây, dây xịn các bác nhé. Tiếp theo là đến cái bộ phích nguồn này.
Phích nguồn này thì phích nguồn carbon này bên em đang bán là 850 một bộ. 850 một bộ các bác nhá. Cái này thì anh em mua về tự động cũng được, hoặc bên em sẽ thi công vào những cái dây nguồn leng keng bơm như này. Dây này thì nó có giá là 800.000 một mét, 800.000 một mét. Đấy, thì dây này thì nó đồng tinh khiết OCC này. Đấy. Leng keng bơm Apollo P10 này. OCC single crystal này. Đấy. 800.000 một mét, nếu mà hoàn thiện với cái này thì nó giá 5.650.000. Bên em lấy về là để chuẩn bị thi công vào cái dây nguồn kia. Tiếp theo là đến cái róc mỏ chim anh em nhé. Đây này, róc mỏ chim này thì cái loại thì nó tốt hơn so với cái thằng Monter, nhưng mà nó lại kém hơn so với cái thằng ATLVO. Thằng này thì nó y hệt cái thằng kiểu dáng y như cái thằng ATLVO nhưng mà nó không có chữ. Thì đây là hàng nó làm, có nghĩa là nhà máy nó làm chắc có vấn đề gì đó, nó chưa bắn chữ lên. Có giá 100.000 cái, 100.000 một chiếc các bác nhé. Còn cái loại mà AT Audio thì là 150 một cái. Nó cũng kiểu kiểu như này, 100.000 một cái. Đây là bên em về được mới thì bên em thi công lên dây bán cho anh em đây. Mỏ chim. Clip này em quay qua thôi, vì sẽ có một clip khác bên em sẽ quay chi tiết cho anh em xem sau. Dây loa đang gặp vải Go Ven thì ra lò thêm được mớ đây, thi công hoàn toàn bằng lò rắc bắp chuối khẩu súng như này. Có giá là 3.1 triệu một cặp, và có dây có chiều dài là 1,8 m một vế các bác nhá. Dây rất là ngon. Bên em bắt đầu thi công hàng loạt những cái dòng này và chuẩn bị ra lò hàng loạt cái dây nguồn loại tốt như thế này. Đấy, nói chung thì nó cũng chỉ loanh quanh mấy cái này thôi. Thì hôm nay là về nhiều cái ổ cắm này. Ổ cắm này thì bên em đang về để thi công lên cái vỉ 50A. Còn cái ổ cắm vỉ 2 vỉ 9A thì bên em còn tầm khoảng 7-8 ổ nữa là hết rồi. Còn vỉ rời thì cũng còn khá khá, vỉ rời tầm khoảng 5-60 vỉ nữa. Nhưng mà tất nhiên thì những cái vỉ này chất lượng tốt mà giá rẻ thì cũng sớm mà bán hết thôi. Đắt tiền mới sợ cơ. Đấy, có ví dụ cái vỉ rời mà chín nào bán con 170, quá bèo, ai cũng mua được. Căn bản có ai thấy những clip của em thôi. Nếu mà mọi người đều thấy, mọi người đều mua hết. Rồi, số điện thoại của em đây. Đây, mọi chi tiết anh em cứ alo em. Xin kính chào tất cả mọi người nhé.